Chào các bạn, hôm nay chị gái mình sẽ vào bếp nấu món gà rang ớt xì dầu. Nấu theo món gà rang của Trung Quốc. Muốn xôi nhanh chị bật to bếp lên. Trong này có ớt khô này, hoa hồi này, xì dầu này, đây là lọ dầu tiêu xanh. Ít thôi, đừng cho nhiều quá, nó cay quá. Trong này có các gia vị là dầu tiêu xanh này, ớt khô này, hoa hồi này, hành khô, ớt bột. Mì chính có thế là đường, mì chính ở trong góc ấy, chị cứ tìm kỹ xem. Biết chưa, cái lọ bên dưới lọ hạt tiêu ấy. Con lửa to kìa, chưa cháy đâu, đấy là mùi của xì dầu. Bây giờ sẽ để vung vào và mình chờ nó chín các bạn ạ. Giờ mình cứ để trên bếp mình ninh thôi các bạn ạ, để cho gia vị nó ngấm vào thịt gà. Món này nấu toàn là những gia vị Trung Quốc, ai mà ăn được cay thì mới nấu được các bạn ạ. Đun đến lúc cạn hết nước rồi ạ. Nhìn thôi đã thấy, ngửi thôi đã thấy mùi cay rồi. Thôi cay vừa thôi. Không, món này nó phải càng cay càng ngon. Món này nó phải cay, nó phải cho gia vị nó phải cay. Vung vào.
ngọt thế nhỉ. Chị cho nước mắm súp chưa? Nãy hình như cho mỗi xì dầu ấy vào, cho thêm ít nước mắm nữa. Chị cho cái bột tê tê vào ấy. Mặn thì ăn mặn nhé. Lâu rồi không làm, tay nghề nó không được nữa. Con mấy lần rồi con nấu cơm đâu mà. Không có thịt không? Không thịt cơm không ăn. Cơm thì người khác nấu, em không phải nấu. Tao thấy mày ăn cơm bao giờ đâu. Cái gì đây? Thịt đập phá ra đây à? Cho mấy cái rau mùi lên trên chị này. Hơn cả nhà hàng nhá. Cái đấy múc lốt cái bát to này xong là thôi, cái đấy nó là nước thôi mẹ. À. Đi ra bàn, đi ra bàn. Trời ơi. Áo còn tuần nữa kìa. Úi trời ơi, chết. Đủ trắng cho xem. Tắt phẩm không? Vậy là món gà rang đã xong các bạn ạ. Ui, nhìn toàn ớt là ớt.